Thầy đã có lời phát biểu cảm ơn thật chân thành và sâu sắc vì những tình cảm, sự quan tâm của mọi người đã dành cho cô dâu và chú rể cũng như hai gia đình. Và sau đây, cô dâu và chú rể xin phép được mời diện cha mẹ hai bên để cảm tạ công ơn các đấng sinh thành và đáp lại tấm lòng của các vị khách quý đã đến dự trong bữa tiệc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời.